Tại triển lãm hàng không Farnborough vừa diễn ra tại Anh, Mỹ vừa giới thiệu thế hệ máy bay chiến đấu F-35 mới của mình, được sản xuất bởi hãng Lockheed Martin. Reuters nhận định F-35 mới là một trong những loại máy bay chiến đấu mạnh nhất, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất và cũng thuộc hàng đắt đỏ nhất. Giá mỗi chiếc F-35 vào khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là chương trình phát triển vũ khí tốn kém nhất mà Lầu Năm Góc từng triển khai. Khách hàng lớn đầu tiên của thế hệ F-35 mới chính là Anh. Nhiều nguồn tin cho hay, nước này sẽ đặt mua 48 chiếc cho đến năm 2023, trước khi hoàn thành mục tiêu xây dựng một hạm đội bay G-138 chiếc. Sự kiện Brexit được cho là không mang lại tác động gì tiêu cực đến mối quan hệ buôn bán vũ khí giữa Anh và Mỹ. Cái mối quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh sẽ không được thay đổi vì Brexit. Chúng tôi đã là đối tác lâu dài của nhau trước khi Liên minh châu Âu thành lập, qua hai cuộc thế chiến và nó sẽ không thay đổi. Ngoài Anh, hãng Lockheed Martin còn nhắm đến hai khách hàng tiềm năng khác tại châu Âu cho dòng F-35 mới là Bỉ và Phần Lan.